Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống, phẩm thứ 11, phần 5. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như trong kinh có nói, trí tỷ bà xá na có thể phá trừ phiền não, vì sao còn phải tu tập samatha? Phật dạy: Thiện nam tử, ông nói rằng trí tỷ bà xá na phá trừ phiền não, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Lúc có trí tuệ ắt không có phiền não, lúc có phiền não ắt không có trí tuệ. Làm sao ông có thể nói rằng trí tỷ bà xá na có thể phá trừ phiền não? Thiện nam tử, ví như đang khi sáng thì không có bóng tối, khi đang tối thì không có ánh sáng. Nếu nói rằng ánh sáng có thể phá trừ bóng tối thì thật là vô lý. Thiện nam tử, ai là người có trí tuệ, ai là người có phiền não mà nói rằng trí tuệ có thể phá trừ phiền não? Nếu thật cả hai đều không, ắt không có chỗ phá trừ. Thiện nam tử, nếu ông nói trí tuệ có thể phá trừ phiền não, đó là đến được giải thoát mà phá trừ, hay không đến được giải thoát mà phá trừ? Nếu không đến được giải thoát mà phá trừ phiền não, thì phàm phu chúng sanh lẽ ra cũng đều phá trừ được. Nếu đến được giải thoát mà phá trừ phiền não, thì lẽ ra ngay khi khởi niệm tu tập đầu tiên đã phá trừ được. Nếu niệm khởi ban đầu không phá trừ được phiền não, thì niệm tưởng tiếp theo sau cũng không thể phá trừ. Nếu vừa đến được giải thoát liền phá trừ phiền não ngay, thì như vậy là không đến. Vì sao ông lại nói rằng trí tuệ có thể phá trừ phiền não? Còn nếu nói rằng dù đến hay không đạt đến giải thoát cũng đều phá trừ được phiền não thì thật là vô lý. Lại nữa, nói rằng trí tỷ bà xá na phá trừ phiền não là đơn độc có thể phá trừ hay hợp sức với các pháp khác mà phá trừ? Nếu đơn độc có thể phá trừ, vì sao Bồ Tát phải tu tập tám chánh đạo? Nếu nhờ có sự hợp sức mà phá trừ thì biết rằng đơn độc không đủ sức phá trừ. Nhưng nếu đơn độc không đủ sức phá trừ thì dù hợp sức cũng không thể phá trừ phiền não. Ví như một người mù không thấy được hình sắc, dù có hợp sức với những người mù khác cũng không thể thấy được. Trí tỷ bà xá na cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như đất có tính chất cứng chắc, lửa có tính chất nóng ấm, nước có tính chất ẩm ướt, gió có tính chất chuyển động. Từ tính chất cứng chắc của đất cho tới tính chất chuyển động của gió, thảy đều không phải do nhân duyên tạo tác, đó là tánh tự nhiên vậy. Các phiền não cũng giống như bốn đại đất, lửa, nước, gió kia, tính chất tự nhiên của chúng là dứt trừ. Nếu tính chất của chúng là dứt trừ, vì sao ông lại nói rằng trí tuệ có thể dứt trừ phiền não? Vì nghĩa ấy, trí tỷ bà xá na chắc chắn là không thể phá được các phiền não. Thiện nam tử, như tính chất của muối là mặn, có thể làm cho vật khác mặn. Tính chất của mật ong là ngọt, có thể làm cho vật khác ngọt. Tính chất của nước là ẩm ướt, có thể làm cho vật khác ẩm ướt. Nếu nói rằng tính chất của trí tuệ là diệt mất, có thể làm cho các pháp diệt mất, thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu pháp là không diệt mất, làm sao trí tuệ có thể cưỡng ép làm cho diệt mất được? Còn như nói rằng tính chất của muối là mặn, nên làm cho vật khác mặn. Tính chất diệt mất của trí tuệ cũng vậy, khiến cho các pháp khác phải tiêu diệt. Nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Vì tánh của trí tuệ là nối nhau diệt mất trong từng niệm. Nếu là diệt mất trong từng niệm, làm sao nói rằng có thể diệt trừ các pháp khác? Vì nghĩa ấy nên tánh của trí tuệ không phá trừ phiền não. Thiện nam tử, tất cả pháp đều có hai cách diệt mất. Một là bản tánh của chúng tự diệt mất, hai là xét đến chỗ rốt ráo thấy là diệt mất. Nếu tánh của pháp là tự diệt, sao nói rằng trí tuệ có thể diệt được các pháp? Nếu nói rằng trí tuệ có thể diệt được phiền não như lửa thiêu đốt vật, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Như lửa thiêu đốt vật, ác còn lại cho tàn. Nếu trí tuệ là thế, lẽ ra diệt phiền não rồi, cũng còn lại tàn tích. Như dùng rìu chặt cây, có thể thấy được vết chặt. Nếu trí tuệ là như thế, thì đâu là chỗ thấy được? Nếu nói rằng trí tuệ có thể khiến phiền não phải lìa xa, thì lẽ ra phiền não ấy phải xuất hiện ở một nơi khác. Cũng như các thầy ngoại đạo khi lìa khỏi sáu thành lớn nên xuất hiện ở thành Câu Thi Na. Nếu phiền não không xuất hiện ở nơi khác thì biết là trí tuệ không thể khiến chúng lìa xa. Thiện nam tử, nếu tánh của tất cả các pháp là không thì ai có thể khiến cho các pháp sanh ra được? Ai có thể khiến cho các pháp diệt mất được? Sanh diệt biến đổi thật không có người tạo tác. Thiện nam tử, nếu tu tập định, ắt sẽ đạt được sự thấy biết chân chánh như vậy. Vì nghĩa ấy, trong kinh ta có dạy rằng,
Nếu tỳ kheo tu tập định, ắt có thể thấy được tướng sanh diệt của năm ấm. Thiện nam tử, nếu không tu tập định thì những việc thế gian còn không thể rõ biết, huống chi đến những việc vượt ngoài thế gian. Nếu người không có định thì dù ở nơi bằng phẳng cũng bị ngả nghiêng, tâm duyên theo pháp khác, miệng nói ra lời khác, tai nghe lời khác, trong lòng hiểu nghĩa khác, trong ý muốn viết chữ khác mà tay lại viết ra câu văn khác, trong ý muốn đi con đường khác mà chân lại bước theo lối khác. Nếu người có tu tập định, ắt sẽ được lợi ích lớn cho đến thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát có đầy đủ hai pháp ắt được lợi ích lớn. Hai pháp ấy là gì? Một là định, hai là trí tuệ. Thiện nam tử, như người cắt cỏ, một tay gom cỏ lại, tay kia cầm liềm cắt. Bồ Tát Ma Ha Tát tu hai pháp định và tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như người nhổ cây cứng chắc, trước phải dùng tay lay động, sau mới dễ nhổ lên. Bồ Tát tu định và tuệ cũng giống như vậy, trước dùng định lay động, sau mới dùng trí tuệ nhổ bật lên. Thiện nam tử, như người giặt áo dơ, trước dùng nước cho, sau dùng nước trong, áo liền được sạch sẽ. Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như trước có đọc tụng rồi sau mới hiểu nghĩa, Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như một người dũng mãnh, trước phải tự trang bị áo giáp binh khí, sau đó mới ra trận, thắng được quân giặc. Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như người thợ dùng kiểm sắt ống bể thổi lửa, vật chứa vàng, rồi mới tùy ý uốn nắn nung chảy. Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như tấm gương, trước phải làm cho sáng rõ, rồi sau mới soi được khuôn mặt. Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như trước phải sàn lấp đất đai cho bằng phẳng, rồi sau mới gieo trồng, trước phải theo thầy thọ học, rồi sau mới suy xét nghĩa lý. Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy. Vì những nghĩa ấy, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập hai pháp định và tuệ có thể được lợi ích lớn lao. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập hai pháp định và tuệ này đều phục và thâu tóm được năm căn, nhẫn chịu được mọi sự khổ như đói khát, nóng lạnh, đánh đập, mạ nhục, thú dữ cắn xé, muỗi mỏng trích đốt, thường như phủ tâm không để cho buông thả, không vì lợi dưỡng mà làm việc trái với chánh pháp, không bị bụi nhơ phiền não làm cho hoen ố, không bị những sự thấy biết khác biệt tà vậy làm cho mê hoặc, thường lìa xa mọi tâm tưởng xấu ác, không bao lâu sẽ thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì muốn thành tựu mọi sự lợi ích cho chúng sanh. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập hai pháp định và tuệ này, không bị lay động bởi bốn cơn gió mạnh là bốn sự điên đảo như núi tu di. Tuy có bốn cơn gió từ bốn phương thổi mạnh nhưng không thể làm cho lay động, không bị các tà sư ngoại đạo đánh đổ như tòa ngồi của Đế Thích không thể chuyển rời, không bị các tà thuật lạ lùng dối gạt, thường được hưởng sự an vui mầu nhiệm không gì bằng, có thể hiểu được nghĩa lý sâu xa kín đáo của Như Lai, dù gặp sự vui cũng không lấy làm hân hoan, dù gặp khổ não cũng chẳng lo buồn, chư thiên và người đời đều cung kính ngợi khen xưng tán, thấy rõ được sanh tử và không sanh tử, khéo rõ biết được cảnh giới các pháp và bản tánh của pháp, tự thân có đủ những pháp thường lạc ngã tịnh, đó gọi là niềm vui của đại niết bàn. Thiện nam tử, tướng định gọi là tam muội không, tướng trí tuệ gọi là tam muội vô nguyện, tướng buông xả gọi là tam muội vô tướng. Thiện nam tử, nếu có vị Bồ Tát Ma Ha Tát khéo rõ biết lúc nào nên tu tập định, lúc nào nên tu tập trí tuệ, lúc nào nên tu tập buông xả, cũng như những lúc nào không nên tu tập định hoặc trí tuệ hoặc buông xả, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành đạo Bồ Đề. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật Thế Tôn: Thế nào là Bồ Tát rõ biết những lúc nên hoặc không nên tu tập định, trí tuệ, buông xả? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát, nhân khi được thọ hưởng sự vui thích, liền sanh lòng kiêu mạn lớn, hoặc do việc thuyết pháp được mà sanh kiêu mạn, hoặc nhân sự chuyên cần tinh tấn mà sanh kiêu mạn, hoặc nhân sự hiểu rõ nghĩa lý, khéo hỏi đáp đúng lúc thích hợp mà sanh kiêu mạn, hoặc do gần gũi bạn bè xấu ác mà sanh kiêu mạn, hoặc nhân việc bố thí vật mình quý trọng mà sanh kiêu mạn, hoặc nhân
Việc được nhiều công đức pháp lành của thế gian mà sanh kiêu mạn, hoặc nhân việc được người giàu sang ở thế gian cung kính mà sanh kiêu mạn, trong những lúc ấy Bồ Tát không nên tu tập trí tuệ mà cần phải tu tập định. Đó gọi là Bồ Tát rõ biết lúc nào nên hoặc không nên. Nếu có Bồ Tát chuyên cần tinh tấn tu tập mà chưa đạt được sự lợi ích là niềm vui của cảnh giới Niết Bàn, vì không đạt được nên sanh lòng hối tiếc, vì căn tánh ngu độn nên không thể điều phục được năm căn, vì những phiền não cấu nhiễm còn đang quá mạnh nên tự sanh lòng nghi, cho đó là do giới luật suy kém. Trong những lúc ấy Bồ Tát không nên tu tập định mà cần phải tu tập trí tuệ, đó gọi là Bồ Tát rõ biết lúc nào nên hoặc không nên. Thiện nam tử, nếu hai pháp định và trí tuệ của Bồ Tát không tương đương nhau, nên biết rằng lúc ấy Bồ Tát không nên tu tập buông xả. Nếu hai pháp ấy tương đương nhau mới nên tu tập buông xả, đó gọi là Bồ Tát rõ biết lúc nào nên hoặc không nên. Thiện nam tử, như Bồ Tát trong khi tu tập định và trí tuệ mà khởi sanh phiền não, nên biết rằng lúc ấy không nên tu tập buông xả mà nên tụng đọc sao chép, giảng nói 12 bộ kinh. Bồ Tát tu tập niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiền, niệm xả, đó gọi là tu tập buông xả. Thiện nam tử, nếu có Bồ Tát nào tu tập ba tướng Pháp, định, trí tuệ và buông xả này, nhờ nhân duyên ấy sẽ đạt được Niết Bàn không có hình tướng. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, vì không có 10 tướng nên gọi là Đại Niết Bàn, vì không có tướng. Vậy do duyên gì mà còn gọi Niết Bàn là cảnh giới không sanh ra, không xuất hiện, không tạo tác, là chỗ nương náu, là hải đảo, là chỗ quy y, là an ổn, là diệt độ, là Niết Bàn vắng lặng, an tĩnh, không có các bệnh khổ, không có gì hiện hữu. Phật dạy: Thiện nam tử, vì không có nhân duyên nên gọi là không sanh ra, vì không sanh ra nên gọi là không xuất hiện, vì không tạo nghiệp nên gọi là không tạo tác, vì không vướng vào năm kiến chấp nên gọi là chỗ nương náu, vì lìa khỏi bốn con sông hung bạo nên gọi là hải đảo, vì điều phục chúng sanh nên gọi là chỗ quy y, vì phá sạch dọc phiền não trói buộc nên gọi là an ổn, vì dập tắt hoàn toàn các thứ lửa phiền não nên gọi là diệt độ, vì lìa bỏ hết thảy mọi niệm tưởng thô kệch và tinh tế nên gọi là Niết Bàn, vì xa lìa sự rối ren náo động nên gọi là vắng lặng an tĩnh, vì dứt hẳn sanh tử nên gọi là không có các bệnh khổ, vì tất cả đều là không nên gọi là không có gì hiện hữu. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát quán tưởng như vậy thì lúc ấy sẽ được sáng suốt rõ ràng, thấy được tánh Phật. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu bao nhiêu pháp mới có thể thấy được Niết Bàn không hình tướng, cho đến không có gì hiện hữu? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu 10 pháp ắt có thể thấy rõ Niết Bàn không hình tướng cho đến không có gì hiện hữu. Những gì là 10 pháp? Pháp thứ nhất là đầy đủ lòng tin. Thế nào gọi là đầy đủ lòng tin? Đó là có lòng tin sâu rằng Phật Pháp Tăng là thường tồn, rằng chư Phật mười phương vì phương tiện hóa độ chúng sanh mà thị hiện, rằng tất cả chúng sanh cho đến hạng nhất diền đề cũng đều có tánh Phật, nhưng không tin rằng Như Lai thật có sanh già bệnh chết và có tu khổ hạnh, không tin rằng Đề Bà Đạt Đa thật có phá hoại tăng đoàn làm cho thân Phật chảy máu, không tin rằng Như Lai dứt tất cả mà nhập Niết Bàn, không tin rằng chánh pháp có sự dứt mất, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ lòng tin. Pháp thứ hai là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Thế nào gọi là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh? Thiện nam tử, như có Bồ Tát tự nói rằng giới hạnh của mình thanh tịnh, nhưng vị ấy tuy không sống chung với người nữ mà khi gặp người nữ thì cùng nhau cười nói bỡn cợt, Bồ Tát như vậy là phạm vào lỗi tham dục, hủy phá giới thanh tịnh, làm nhơ nhất phạm hạnh, khiến cho giới hạnh trở thành hỗn tạp ô uế, không thể gọi là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Lại nữa, như có Bồ Tát tự nói rằng giới hạnh của mình thanh tịnh, nhưng vị ấy tuy không sống chung với người nữ, cũng không cười nói bỡn cợt, mà khi từ xa nghe được mọi thứ âm thanh của người nữ, như tiếng chuỗi ngọc vòng vàng va chạm, liền sanh lòng luyến ái, tham muốn vướng mắc. Bồ Tát như vậy là phạm vào lỗi tham dục, hủy phá giới thanh tịnh, làm nhơ nhất phạm hạnh, khiến cho giới hạnh trở thành hỗn tạp ô uế, không thể gọi là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Lại nữa, như có Bồ Tát tự nói rằng giới hạnh của mình thanh tịnh, nhưng vị ấy tuy không sống chung với người nữ, cũng không cười nói bỡn cợt, cũng không lắng tai nghe những âm thanh của người nữ,
mà khi nhìn thấy kẻ khác theo đuổi người nữ hoặc thấy người nữ theo đuổi người nam liền sanh lòng tham muốn vướng mắc. Bồ Tát như vậy là phạm vào lỗi tham dục, hủy phá giới thanh tịnh, làm nhơ nhất phạm hạnh, khiến cho giới hạnh trở thành hỗn tạp ô uế, không thể gọi là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Lại nữa, như có Bồ Tát tự nói rằng giới hạnh của mình thanh tịnh, nhưng vị ấy tuy không sống chung với người nữ, cũng không cởi nói bỡn cợt, cũng không lắng tai nghe những âm thanh của người nữ, cũng chẳng nhìn thấy những cảnh nam nữ theo đuổi nhau mà sanh lòng tham muốn, nhưng phát tâm giữ giới chỉ vì muốn sanh lên cõi trời hưởng thụ sự vui thích của năm món dục. Bồ Tát như vậy là phạm vào lỗi tham dục, hủy phá giới thanh tịnh, làm nhơ nhất phạm hạnh, khiến cho giới hạnh trở thành hỗn tạp ô uế, không thể gọi là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Thiện nam tử, như có Bồ Tát trì giới một cách thanh tịnh mà không cho đó là giới, hoặc là trì giới ba la mật, không vì chúng sanh, không vì lợi dưỡng, không vì để thành tựu bồ đề, không vì để đạt được niết bàn, không vì chứng đắc các quả vị thanh văn hay bích chi Phật, chỉ duy nhất vì nghĩa chân thật cao chỗ nhất mà hộ trì cấm giới. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Pháp thứ ba là gần gũi các bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là những người có thể giảng nói về lòng tin, về giới luật, về các pháp đa văn, bố thí trí tuệ, khiến người khác nhận lãnh và thực hành theo, như vậy gọi là thiện tri thức của Bồ Tát. Pháp thứ tư là ưa thích cảnh vắng lặng an tĩnh. Vắng lặng an tĩnh có nghĩa là thân tâm đều vắng lặng an tĩnh, quán sát các pháp trong cảnh giới pháp hết sức sâu xa, đó gọi là vắng lặng an tĩnh. Pháp thứ năm là tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là chú tâm quán xét về bốn chân đế, ví như có bị ném vào lửa nóng cũng không buông bỏ sự chú tâm quán xét ấy, như vậy gọi là tinh tấn. Pháp thứ sáu là tu tập đầy đủ sáu niệm xứ. Nói đầy đủ sáu niệm xứ có nghĩa là thường luôn niệm tưởng chư Phật, niệm tưởng chánh pháp, niệm tưởng chư tăng, niệm tưởng giới luật, niệm tưởng chư thiên, niệm tưởng sự buông xả, đó gọi là đầy đủ sáu niệm xứ. Pháp thứ bảy là nói lời nhu hòa dễ mến. Nói lời nhu hòa dễ mến có nghĩa là nói lời đúng thật, lời tốt đẹp, sốt sáng thăm hỏi nhau và nói ra đúng đức thích hợp với lời chân chánh, đó gọi là lời nói nhu hòa dễ mến. Pháp thứ tám là giữ gìn bảo vệ chánh pháp. Giữ gìn bảo vệ chánh pháp có nghĩa là ái mộ chánh pháp, thường ưa thích sự diễn thuyết, đọc tụng, sao chép, suy xét nghĩa lý của chánh pháp, phô bày truyền rộng, khiến cho chánh pháp được lưu truyền khắp nơi. Nếu gặp người sao chép, đọc tụng, ngợi khen xưng tán và suy xét nghĩa lý chánh pháp, nên vì người ấy mà tìm kiếm những món cần thiết cho sự sinh hoạt để mang đến cúng dường, chẳng hạn như y phục, thức ăn uống, giường chiếu, thuốc men, vì giữ gìn bảo vệ chánh pháp mà không tiếc thân mạng, như vậy gọi là giữ gìn bảo vệ chánh pháp. Pháp thứ 9 là Bồ Tát Maha Tát khi thấy người cùng mình tu học, cùng mình giữ giới mà có sự thiếu thốn vật chất, liền tìm đến người khác mà xin lấy những món như bình bát, pháp phục hoặc những thứ cần dùng để săn sóc khi có bệnh, như áo quần, thức ăn uống, giường nằm, chỗ trú ngụ để cung cấp cho người ấy. Pháp thứ 10 là trí tuệ đầy đủ. Nói trí tuệ có nghĩa là sự quán xét về những đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, quán xét hai tướng của pháp, chẳng hạn như không và chẳng không, thường và vô thường, lạc và vô lạc, ngã và vô ngã, tịnh và bất tịnh, những pháp có thể dứt mất và những pháp không thể dứt mất, những pháp do duyên mà sanh và những pháp do duyên mà thấy, những pháp do duyên kết thành quả và những pháp không do duyên kết thành quả, như vậy gọi là trí tuệ đầy đủ. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát thành tựu đầy đủ 10 pháp, ắt có thể thấy rõ niết bàn không hình tướng. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Thế Tôn, như trước đây Phật có bảo Thuần Đà rằng, nay ông đã được thấy tánh Phật, đạt được đại niết bàn, thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nghĩa ấy là thế nào? Bạch Thế Tôn, như trong kinh có dạy rằng, bố thí cho súc sanh được phước báo gấp trăm lần nhiều hơn so với vật thí. Bố thí cho hạng nhất xiển đề được phước báo gấp ngàn lần. Bố thí cho người trì giới được phước báo gấp trăm ngàn lần. Bố thí cho hàng ngoại đạo đã rất phiền não được phước báo vô lượng. Cúng dường những bậc bốn hướng cùng bốn quả, cho tới Phật Bích Chi được phước báo vô lượng. Cúng dường hàng Bồ Tát không thối chuyển và thân sau cùng của các vị Đại Bồ Tát, bậc Như Lai, Thế Tôn,
thì phước báo đạt được là vô lượng, vô biên, không thể nói hết, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn. Nếu đại sĩ Thuần Đà được hưởng phước báo vô lượng như vậy, thì không có lúc dứt hết. Vậy biết đến khi nào mới đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Bạch Thế Tôn, trong kinh lại có dạy, nếu ai hết lòng cố sức tạo các nghiệp lành hoặc nghiệp dữ thì chắc chắn đều có quả báo, hoặc nhận lấy trong đời hiện tại, hoặc trong đời kế tiếp, hoặc trong những kiếp về sau. Nghiệp lành của Thuần Đà là ông ấy hết lòng cố sức tạo ra, vậy nên biết chắc rằng ông ấy sẽ phải nhận lấy phước báo. Nếu chắc chắn sẽ phải nhận lãnh phước báo thì làm sao thành tựu được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, làm sao thấy được tánh Phật? Bạch Thế Tôn, trong kinh lại có dạy, nếu bố thí cho ba hạng người sau đây sẽ được quả báo không bao giờ dứt hết. Một là những người bệnh, hai là bậc cha mẹ, và ba là các đấng Như Lai. Bạch Thế Tôn, trong kinh lại có dạy, Phật bảo A Nan rằng tất cả chúng sanh nếu không có nghiệp trong dục giới liền đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghiệp ở sắc giới và vô sắc giới cũng vậy. Bạch Thế Tôn, như trong kinh Pháp Cú có kệ rằng, giữa không trung biển cả hay núi sâu hang thẳm, không tránh đến nơi nào thoát khỏi được nghiệp báo. Lại nữa, ông A Nan Luật có nói, Bạch Thế Tôn, con nhớ thuở xưa nhờ bố thí một bữa ăn mà trong 8 muôn kiếp không hề đọa vào ba đường ác. Bạch Thế Tôn, bố thí một bữa ăn còn được phước báo như vậy, huống chi Thuần Đà lấy tâm thành tín mà cúng dường Phật thành tựu trọn vẹn pháp bố thí ba la mật. Bạch Thế Tôn, nếu quả báo của việc lành là không cùng tận, thì quả báo của những việc phỉ báng kinh phương đẳng, phạm năm tội nghịch, hủy bốn giới cấm nặng, tội nhất xiển đề làm sao có thể cùng tận? Nếu quả báo không thể cùng tận, làm sao những kẻ ấy có thể thấy được tánh Phật, thành tựu được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Phật dạy, lành thay, thiện nam tử, chỉ có hai hạng người được công đức vô lượng vô biên, không thể tính đếm, không thể nói hết, có thể làm cạn khô dòng sông sanh tử hung bạo, có thể hàng phục bọn ma oán đối nghịch, có thể xô ngã ngọn cờ chiến thắng của ma đã dựng lên, có thể quay chuyển bánh xe pháp vô lượng của Như Lai. Hai hạng người ấy, một là người khéo hỏi, hai là người khéo đáp. Thiện nam tử, trong 10 trí lực của Phật thì trí lực thấu rõ nghiệp báo là sâu xa nhất. Thiện nam tử, có những chúng sanh đối với nghiệp duyên trong lòng xem nhẹ không tin nhận, vì muốn hóa độ họ nên ta mới nói ra những điều như vậy. Thiện nam tử, tất cả các nghiệp được tạo ra có thể phân làm hai loại là nghiệp nhẹ và nghiệp nặng. Trong mỗi loại nghiệp này lại phân làm hai loại nữa, một là nghiệp nhất định và hai là nghiệp không nhất định. Thiện nam tử, như có người nói rằng nghiệp ác không có quả báo, nếu nói rằng nghiệp ác nhất định có quả báo, tại sao ông Khí Hư thuộc hạng Chiên Đà La lại được sang lên cõi trời? Tại sao Ương Quật Ma La được quả giải thoát? Vì nghĩa ấy nên biết rằng nghiệp tạo ra có khi nhất định có quả báo, có khi không nhất định có quả báo. Vì muốn dứt trừ tà kiến cho rằng nghiệp ác không có quả báo như vậy, nên trong kinh ta mới dạy rằng tất cả những nghiệp đã tạo ra đều phải có quả báo. Thiện nam tử, có những nghiệp nặng có thể làm cho thành nhẹ, có những nghiệp nhẹ có thể làm cho thành nặng. Không phải tất cả mọi người đều như nhau, vì có người ngu si, có người trí tuệ. Cho nên phải biết rằng không phải tất cả nghiệp đều nhất định phải có quả báo. Tuy không nhất định phải có, nhưng cũng không phải là không có. Thiện nam tử, trong tất cả chúng sanh có hai hạng người. Một là người trí tuệ, hai là kẻ ngu si. Nhờ sức của trí tuệ, người trí có thể làm cho nghiệp rất nặng, sẽ đọa vào địa ngục, chuyển thành nghiệp nhẹ, phải chịu ngay trong đời này. Kẻ ngu tuy tạo nghiệp nhẹ trong đời này, nhưng sẽ phải chịu quả báo nặng ở địa ngục. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi, Bạch Thế Tôn, nếu quả là như vậy thì lẽ ra không cần phải cầu được phạm hạnh thanh tịnh và quả vị giải thoát. Phật dạy, thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp nhất định đều phải có quả báo, thì không cần phải cầu được phạm hạnh và giải thoát. Nhưng vì là không nhất định nên phải tu hành phạm hạnh và quả giải thoát. Thiện nam tử, nếu có thể lìa xa tất cả nghiệp ác, ác sẽ được quả lành. Nếu lìa xa nghiệp lành, ác phải vướng lấy quả xấu ác. Nếu tất cả nghiệp nhất định phải có quả báo, thì không cần phải tu tập thánh đạo. Nếu không tu tập thánh đạo thì không được giải thoát. Tất cả thánh nhân sở dĩ tu tập đạo là vì muốn phá trừ hoặc chuyển hóa những nghiệp nhất định phải có quả báo thành quả báo nhẹ, những nghiệp không nhất định phải có quả báo sẽ thành không có quả báo.
Nếu tất cả nghiệp đều nhất định phải có quả báo, ắt không cần phải tu tập thánh đạo. Nhưng nếu rời xa việc tu tập thánh đạo mà được giải thoát thì thật vô lý. Nếu không giải thoát mà đạt được niết bàn cũng là vô lý. Thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp nhất định phải có quả báo, thì khi đã tạo toàn nghiệp lành trong một đời, lẽ ra sẽ thường được hưởng sự an vui mãi mãi. Khi đã tạo nghiệp ác rất nặng trong một đời, lẽ ra phải chịu khổ não nặng nề mãi mãi. Nếu nghiệp quả là như thế, thì không thể có sự tu tập đạo, không thể có niết bàn giải thoát. Người nào tạo nghiệp đều phải chịu quả báo. Bà La Môn tạo nghiệp, Bà La Môn chịu quả báo. Nếu là như vậy, lẽ ra không có giai cấp thấp hèn, không có người hạ tiện. Đã được làm người thì lẽ ra sẽ làm người mãi mãi. Đã là Bà La Môn thì lẽ ra sẽ là Bà La Môn mãi mãi. Lúc nhỏ tạo nghiệp, lẽ ra phải chịu quả báo lúc nhỏ, không thể chịu quả báo lúc trung niên hay lúc tuổi già. Lúc tuổi già làm việc ác, sanh vào địa ngục. Khi mới mang thân địa ngục, lẽ ra chưa chịu quả báo liền, mà phải đợi lúc tuổi già mới chịu quả báo. Nếu lúc tuổi già giữ giới không giết hại, lẽ ra không có quả báo được tuổi thọ lúc tráng niên. Nhưng nếu không có tuổi thọ lúc tráng niên, làm sao có lúc tuổi già? Nêu ra những lý như trên là vì nghiệp đã tạo không thể mất. Nếu nghiệp không thể mất, làm sao có việc tu tập đạo để đạt được niết bàn? Thiện nam tử, có hai loại nghiệp, một là nghiệp nhất định, hai là nghiệp không nhất định. Nghiệp nhất định có hai nghĩa, một là nhất định phải chịu quả báo, hai là nhất định có lúc phải chịu quả báo. Hoặc có sự nhất định phải chịu quả báo, nhưng không có thời điểm nhất định thọ báo. Chỉ đợi khi các duyên hội đủ thì quả báo đến, hoặc phải lãnh chịu vào một trong ba đời, đời hiện tại, đời kế tiếp và đời về sau. Thiện nam tử, nếu có sự chủ tâm, cố ý tạo ra những nghiệp lành dữ, rồi sau đó sanh khởi lòng tin tưởng sâu xa, mừng vui đối với những việc làm đó, hoặc nếu phát khởi thệ nguyện cúng dường tam bảo, những việc như thế gọi là nghiệp nhất định. Thiện nam tử, người trí vốn có căn lành sâu vững khó lay chuyển, nên có thể làm cho nghiệp nặng thành nhẹ. Kẻ ngu si tích lũy nghiệp ác sâu dày, nên có thể làm cho nghiệp nhẹ tạo thành quả báo nặng. Vì nghĩa ấy, tất cả nghiệp này đều không phải là nhất định. Bồ Tát Ma Ha Tát không hề có nghiệp địa ngục, chỉ vì chúng sanh nên phát khởi nguyện lớn sanh vào địa ngục. Thiện nam tử, thuở xưa khi đời sống của chúng sanh kéo dài 100 năm, số chúng sanh chịu quả báo nơi địa ngục nhiều như số cát sông Hằng. Ta thấy vậy liền phát nguyện lớn tự mình thọ thân địa ngục. Khi ấy ta là Bồ Tát thật không có nghiệp báo như vậy, nhưng vì chúng sanh nên nhận chịu quả báo địa ngục. Lúc bấy giờ ta trải qua vô số năm ở trong địa ngục, vì các tội nhân mà phân biệt giảng rộng 12 bộ kinh, mọi người được nghe rồi liền phá trừ quả báo xấu ác, khiến cho địa ngục trở nên trống không, chỉ còn lại riêng hạng nhất diền đề. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nhận chịu nghiệp ác, không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Lại nữa, thiện nam tử, trong hiền kiếp này có vô lượng chúng sanh đọa vào loài súc sanh nhận chịu quả báo của nghiệp ác. Ta thấy như vậy lại phát thệ nguyện rằng, vì muốn thuyết pháp cứu độ chúng sanh, ta sẽ tự mình mang các thân hiêu nai gấu khỉ rồng voi chim kim sĩ bồ câu cá rùa thỏ rắn trâu bò ngựa. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát thật không có nghiệp ác súc sanh như vậy. Vì cứu độ chúng sanh nên dùng sức đại nguyện mà thị hiện nhận chịu những thân như thế. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nhận chịu nghiệp ác, không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Lại nữa, thiện nam tử, trong hiền kiếp này lại có vô số chúng sanh đọa vào loài quỷ đói, chỉ ăn toàn những món như đồ nôn mửa, máu mủ từ mỡ, thịt chảy ra, phẫn nước tiểu đàm rãi. Đời sống của họ kéo dài vô số trong ngàn vạn năm, nhưng chưa từng được nghe một tiếng nước, nói chi đến việc được nhìn thấy và uống nước. Giả sử từ xa họ nhìn thấy nước, liền muốn đi đến đó, nhưng khi đến nơi thì nước ấy liền hóa thành lửa nóng, thành máu mủ. Nếu như nước ấy không biến dạng, thì sẽ có nhiều người cầm gươm giáo mà ngăn chặn níu giữ họ, không cho đi tới. Hoặc có khi trời đổ mưa, giọt mưa vừa chạm thân họ liền hóa thành lửa. Đó gọi là quả báo của nghiệp ác. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát thật không có những quả báo nghiệp ác như vậy. Vì muốn giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ được giải thoát, nên phát thệ nguyện tự mình thọ thân như vậy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nhận chịu nghiệp ác, không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau.
Thiện nam tử, trong hiền kiếp này, ta từng sanh ra trong nhà người đồ tể bán thịt, từng nuôi dưỡng gà heo, bò dê, đặt bẫy săn thú, giăng lưới bắt cá, từng sống chung với kẻ chiên đà la, giặc cướp, kẻ trộm. Ta là Bồ Tát Ma Ha Tát, thật không có những nghiệp ác như vậy, nhưng vì muốn cứu độ chúng sanh, khiến cho họ được giải thoát, nên ta dùng sức nguyện lớn mà thọ những thân như vậy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Thiện nam tử, trong hiền kiếp này, ta cũng từng sanh ra ở những nơi tối tăm hẻo lánh, tạo tác nhiều nghiệp tham dục, sân khỏe, ngu si, quen làm những việc trái với chánh pháp, không tin vào tam bảo, không tin có quả báo đời sau, không thường cung kính cha mẹ, các bậc thân quyến trưởng bối, bậc kỳ cựu lão thành. Thiện nam tử, lúc ấy ta là Bồ Tát, thật không có những nghiệp xấu như vậy, nhưng vì muốn giúp cho chúng sanh được giải thoát, nên ta dùng sức nguyện lớn mà thị hiện sanh vào những nơi ấy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Thiện nam tử, trong hiền kiếp này, ta cũng từng thọ thân người nữ, thân xấu ác, thân tham lam, thân sân hận, thân ngu si, thân tật đố, thân cao lận, thân huyễn hóa, thân dối gạt, thân phiền não khuất lấp. Thiện nam tử, lúc bấy giờ ta là Bồ Tát cũng không có những nghiệp xấu ác như thế, chỉ vì muốn giúp cho chúng sanh được giải thoát nên dùng sức nguyện lớn tự nguyện sanh vào những nơi ấy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Thiện nam tử, trong hiền kiếp này ta cũng từng mang thân hoạn căn, khuyết căn, lưỡng căn, hoặc ái nam, ái nữ. Thiện nam tử, ta là Bồ Tát Ma Ha Tát, thật không có những thân do nghiệp xấu ác mang đến như vậy, nhưng vì muốn giúp cho chúng sanh được giải thoát, nên ta dùng sức nguyện lớn sanh vào trong những hạng người ấy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Thiện nam tử, trong hiền kiếp này ta cũng từng tu tập theo giáo pháp của ngoại đạo Ni Kiền Tử, tin và nhận lãnh giáo pháp của họ, cho rằng không có bố thí, không có thờ tự, không có quả báo của việc bố thí thờ tự, không có nghiệp thiện nghiệp ác, không có quả báo của nghiệp thiện nghiệp ác, không có đời hiện tại, không có đời vị lai, không có cái này, không có cái kia, không có thánh nhân, không có thân biến hóa, không có đạo pháp dẫn đến niết bàn. Thiện nam tử, ta là Bồ Tát, thật không có những nghiệp ác như vậy, chỉ vì muốn giúp cho chúng sanh được giải thoát, nên dùng sức nguyện lớn mà thọ nhận các tà pháp ấy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Thiện nam tử, ta nhớ lại thuở xưa, ta với Đề Bà Đạt Đa đều là chủ đoàn buôn, trong đoàn mỗi người đều có 500 thương nhân. Chúng ta cùng nhau ra giữa biển cả tìm được các thứ chân bảo mang về để kiếm lợi. Trên đường về, vì những duyên nghiệp xấu ác nên gặp bão tố làm tan nát thuyền bè, người trong đoàn buôn đều chết sạch. Khi ấy ta với Đề Bà Đạt Đa đều đã từng giữ giới không giết hại nên được quả báo sống lâu, vì thế chỉ bị gió thổi dạt vào đất liền. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa tham tiếc những của báu, buồn rầu khổ não nên cất tiếng kêu khóc. Ta liền bảo rằng Đề Bà Đạt Đa không nên khóc lóc như vậy. Đề Bà Đạt Đa liền bảo ta: ông hãy nghe cho kỹ đây, ví như có một người nghèo cùng khốn khổ đi vào bãi tha ma, đưa tay nắm lấy một tử thi và nói rằng: này xin ông hãy cho tôi sự chết vui, tôi sẽ cho ông sự sống nghèo khốn. Bấy giờ tử thi ấy liền ngồi dậy nói với người nghèo kia rằng: sự sống nghèo khốn ông cứ tự giữ lấy, nay tôi rất vui vì trong sự chết vui này, thật không ham muốn sự sống nghèo khốn của ông. Hôm nay tôi đã không được sự chết vui, lại phải chịu sống cảnh nghèo khốn, làm sao có thể không kêu gào khóc lóc. Ta liền an ủi rằng: ông đừng buồn rầu, nay tôi có 2 hạt châu giá trị vô cùng, tôi sẽ lấy 1 hạt tặng cho ông. Ta nói rồi liền đưa ngay hạt châu cho Đề Bà Đạt Đa, lại bảo ông ta rằng: mai còn giữ được mạng sống mới có được vật báu này, nếu không còn mạng sống lấy ai mà được của báu. Bây giờ ta mệt mỏi bèn đi đến một gốc cây nằm nghỉ và ngủ rất say. Để bà Đạt Đa lòng tham mãnh liệt, vì thấy ta còn 1 hạt châu liền sanh lòng ác, đâm mù mắt ta rồi giật lấy hạt châu chạy đi mất. Lúc ấy ta rất đau đớn nên phát ra tiếng rên la. Bây giờ có một cô gái đi đến chỗ ta hỏi rằng: ông ơi, vì sao lại rên la như vậy? Ta bèn kể rõ ngọn nguồn sự việc. Nàng ấy nghe rồi lại hỏi: ông tên gì? Ta liền đáp: tôi tên là Nói Thật. Cô gái nói: tôi làm sao có thể biết được là ông nói thật?
tôi liền phát lời thề rằng nếu này tôi có lòng xấu ác đối với Đề Bà Đạt Đa mà nói lời không thật thì sẽ mãi mãi phải chịu mù lòa. Như tôi không có lòng xấu ác thì mắt tôi sẽ được sáng trở lại như xưa. Ta vừa nói dứt lời, đôi mắt liền bình phục như trước. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát Mahātát, nói về quả báo đời hiện tại. Thiện nam tử, ta nhớ lại thuở xưa, ta sanh trong một nhà Bà La Môn ở thành Phú Đa Na, miền Nam Thiên Trúc. Thuở ấy có một vị vua tên là Ca La Phú, tánh tính hung bạo độc ác, tự cao kiêu ngạo, thời trai tráng dung mạo xinh đẹp, đắm say trong năm món dục. Bấy giờ vì muốn cứu độ chúng sanh, ta liền ở bên ngoài thành ấy ngồi yên tham thiền. Khi đó vào đầu xuân trong hoa đua nở, nhà vua cùng quyến thuộc và các cung nữ ra khỏi thành du ngoạn, vào trong một rừng cây mặc tình vui hưởng thú năm dục. Các cung nữ nhân lúc không còn vui đùa với nhà vua liền dạo chơi, sau cùng đến chỗ ta ngồi. Lúc ấy vì muốn dứt trừ lòng tham dục của bọn họ, ta liền vì họ mà thuyết pháp. Bấy giờ nhà vua đi tìm đến nơi, nhìn thấy ta liền sanh lòng ác, hỏi ta rằng ông này có chứng đắc quả A-la-hán hay không? Ta đáp không. Vua lại hỏi, vậy ông có chứng quả bất hoàn hay không? Ta đáp không. Vua lại hỏi, nay ông chưa chứng đắc hai quả ấy, tức là vẫn còn đủ phiền não tham dục, sao lại dám buông thả tự do ngắm nhìn các cung nữ của trẫm? Ta liền đáp, đại vương, ngài nên biết rằng nay tôi tuy chưa đoạn trừ hết phiền não tham dục, nhưng trong lòng thật không có sự tham muốn vướng mắc. Vua giận nói, đồ ngu, đời nay có những vị tu tiên chỉ hấp toàn khí trời ăn trái cây mà thấy sắc đẹp vẫn còn tham muốn, huống chi như ông đang tuổi tráng niên chưa đoạn tham dục, làm sao thấy sắc đẹp mà không vướng mắc? Ta đáp, đại vương, việc nhìn thấy sắc đẹp không vướng mắc chẳng phải do nơi hấp khí trời ăn trái cây, mà do ở sự chú tâm và những lẽ vô thường bất tịnh. Vua nói, nếu có sự khinh thường mà phỉ báng kẻ khác, làm sao gọi là tu trì giới hạnh thanh tịnh? Ta đáp, đại vương, nếu có lòng đố kỵ mới có sự phỉ báng. Tôi không có lòng đố kỵ, sao gọi là phỉ báng? Vua hỏi, đại đức, thế nào gọi là giới? Ta đáp, đại vương, nhẫn nhục gọi là giới. Vua nói, nếu nhẫn nhục tức là giới, vậy ta sẽ cắt tài của ông, nếu ông nhẫn chịu được mới là người trì giới. Nói rồi liền sai người cắt tai của ta. Bấy giờ ta bị cắt tai mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Quần thần của vua thấy vậy liền can gián rằng bậc đại sĩ như thế không nên làm hại thêm nữa. Vua hỏi các quan, làm sao các khanh biết ông ấy là bậc đại sĩ? Các quan thưa, vì thấy đang lúc ông ấy chịu đau đớn mà sắc mặt vẫn không biến đổi. Vua lại nói, để ta thử lần nữa mới biết là có biến đổi hay không. Liền đó vua sai người xẻo mũi rồi chặt đứt tay chân của ta. Bây giờ ta là Bồ Tát đã trải qua vô lượng vô biên kiếp sống tu tập từ bi, thương xót chúng sanh khổ não. Cho nên bốn vị thiên vương thấy việc ấy liền sanh lòng phẫn nộ, đổ xuống một trận mưa toàn cát và sỏi đá. Nhà vua thấy vậy hết sức kinh sợ, liền đến chỗ ta quỳ mọp xuống thưa rằng, xin ngài thương xót cho tôi được sám hối. Ta nói, đại vương, lòng ta không hề oán giận ngài, cũng giống như trước đây không hề có tham dục. Vừa hỏi, đại đức, làm sao tôi biết được trong lòng ngài không sân hận? Ta liền lập lời thề rằng, nếu tôi quả thật không có sân hận thì khiến cho thân tôi được bình phục như cũ. Phát nguyện vừa xong, toàn thân liền bình phục. Đó gọi là Bồ Tát Mahātát, nói về quả báo đời hiện tại.